Đây là một cái mẫu lồng 3 x 6 các bạn. Sau khi đã gắn vào cái mâm, thấy rất đẹp, cân đối các bạn. Cái mâm già thấy rất là cân đối, rất là đẹp. Cái cây này được khoan khoan vào khoảng 2,5 ly các bạn, khoan vào cái lỗi cây là khoảng 2,5 ly, vì thế rất là chắc. Cái này là inox 3,4, 1,5 ly thì được khoan vào cái cây này. Cây này thì cái đường kính từ đây qua đây là 7 phân, thì khoan cái cây này vào đây thì vào tới cái tâm giữa này, gần tới chưa tới thì khoảng 2,5 phân ha, khoan vào 2,5 phân, vì thế rất là chắc các bạn. Khi mà khoan vào đúc cái cây này vào, sau đó ta dán keo, keo sắt ha. Thì keo sắt là bữa rồi mình gọi các bạn là cái loại keo đó nó sẽ gắn chắc hơn, bền hơn cái loại keo sắt 502 bình thường của mình, rất là bền. Thì khi mình gắn vào cái mâm mình thấy cái lồng rất là cân đối, rất đẹp. Chiều cao chiều ngang cho mình cân đối. Này có mẫu lồng 2 cửa ha, mẫu lồng 2 cửa, mẫu lồng 1 cửa, được chưa? Cân đối. Này cái lồng 3 x 6 mà, này cái lồng 3 x 6. Còn đây là cái lồng 3 x 2 ha. 3 x 2 mình cũng đang gắn mâm vậy. Thì cái giữa thì mình là cái cây nóc 1,4 ly, xin lỗi 1,5 ly luôn, mình sẽ khoan cố định và chúng ta chỉ việc là thọc cái cây ngang ha. Thì khi mình bán cho các bạn là các bạn sẵn hết rồi, mình chỉ cần khoét cái lỗ mâm, thế này, thọc cái cây ngang ở phía dưới là xong, rất là chắc chắn ha. Rất là chắc chắn. Thì đây là cái mẫu lồng 3 x 2 hiện nay các bạn rất là chuộng, cao gáo ha. Số các bạn hỏi là cái lồng này nó có cao không, nói chung là mình cao gáo cũng vừa phải, còn cao quá nhìn cái lồng nó kỳ lắm. Để tổng thể cho các bạn xem. Đó, đây là cái lồng 3 x 2 sau khi mình đã gắn đầy đủ phụ kiện như thế này ha. Cái hai cái chung khoáng và chung kê cái ăn ta để hai bên của chung lúa, ở bên đây là chung nước. Bố trí cái lồng 3 x 2 thế này, nhìn tổng thể bên trên xuống. Thì cái cây cầu giữa này thì cũng được khoan inox, thì nếu mà chúng ta có nhu cầu chúng ta đổi cây cầu chầm gửi nó, thì chúng ta cũng dùng kìm nó cắt, cắt bỏ cái cây đem ngoài, thì nó cũng không ảnh hưởng kết cấu của cái lồng, rất là thuận tiện cho chúng ta thay đổi. Nói chung theo mình thì cầu này cũng rất là ok ha, mình có tiện giữa cho nó nhám, cho cu mồi nó đứng. Và cái cây cầu này thì nói chung cũng được đúc kết kinh nghiệm sao cho vừa cái chân của con cu mồi của mình, tránh hiện tượng mà nó bám không không dính, thì sau này con mồi của mình nó sẽ bị cái móng nó dài, nó bị ra móng gồng, chúng ta nên tránh hiện tượng đó và để ý cái cầu này. Nói chung là cũng vừa ha, cũng vừa cái chân con cu của mình. Nói chung là làm theo cái kinh nghiệm thực tế các bạn.
Đây là cái lồng hoàn chỉnh nè. Nếu mà các bạn có nhu cầu áo cống đầy đủ thì đây là cái lồng hoàn chỉnh. Lồng hoàn chỉnh chúng ta rất là gọn. Chúng ta có thể cầm đó để chúng ta bỏ con mồi đi ra rừng đánh luôn. Rất là gọn nhỏ. Lồng 3 tấc 2. Rất là gọn. Đây mình quay một tay mình làm thì nói chung hơi khó khăn. Đó, như thế này các bạn. Ok.